mua cần thăng thì được cả ốc sên sống. Con này được mấy lạng thịt đấy, được mấy chén rượu đấy. Mình thì chả thích uống rượu đâu, nhưng mà nhìn cái này là có mồi đấy. Ghê không, nhìn sợ. Thật quá. Tháng này đã mở hàng chưa bác? Chưa mở hàng là cái nào? Đây, từ đây trở lại. Cái shop này đẹp đấy. Nè. Phiên thiếu, còn lại dính mưa từ hôm qua. Ở đây, bắt đầu triển khai. Ngày thợ còn ít rất là khách. À. Chậu này là cũng đem đi bán đấy đúng không? Đấy, đấy bao tiền? Bao tiền cái? 100 cái. Trồng mini si xanh đẹp quá. Nhìn cái, nó thích thì gọi một số thôi. Đây này, trồng đúc thôi nhưng mà trồng nó nhẹ nhàng. Chắc khoảng độ 25 mười mấy nhỉ? Có lỗ nha. Chào bác cả. Đấy, mua cái đấy. Để xong việc đây đi. Chợ này chán lắm ấy, chả có gì cả. Quán nước chả có mà ngồi. Chán. Chưa về ấy. Hả? Chưa về à? Giờ mới bày hàng. Đấy. Đấy, bác lấy ra sớm thế, hôm nay ra sớm thế. Đấy. Lục vừng đẹp quá. Của anh em bác Toàn Hải Dương. Hải Dương nhưng không phải ở thành phố, nó vẫn lên vô tư. Cho hết lên xe này. Cái cẩm thị cắt ra đẹp quá bác nhỉ? Đấy. Cái đấy là bao tiền, quên bố. 55 triệu. Cẩm thị mà. Còn cẩm thị thì 9 triệu. Còn mai là 55. Tí nữa bác xoay cho em cái con cẩm thị xem cái nhá. Đấy. Cho anh em xem luôn. Ở dưới này thì toàn cây cũ rồi. Đấy. Form dáng rất ngon, là chỉ được chơi thôi. Cứ lên là cắt thôi. Đấy, để ra giữa cho nó còn trái. Cẩm, dòng gỗ cẩm đẹp lắm. Nếu ai không thích quét cái này đi được, không có làm lũ không tốt. Cũng là một cái phương pháp. Phương án 9 triệu. Mặt sau nó cũng sẽ như thế, nhưng đây là mặt chính, nó thuận hơn. Xem chân về nào. Đấy, anh em mà bốc cái này về chơi được. Cẩm thị nó rất hợp với cái dáng bonsai, với cái bánh rừng nhiều thân. Bởi các bác tưởng tượng cái thân nó, thân gỗ nó rất là thẳng, màu đen, chi cành của nó rất là dày,
và dăm nó nhỏ trên là làm dáng rừng nó đẹp. Lôi các bác cứ đưa cái tay này, có ông khó chịu, không hiểu khó chịu cái gì. Nó gọi là body language, không có hiểu tùng bên hông này là bao nhiêu bác nhỉ? Quên luôn. Đây. Tùng nào? Nhiều điện. Cái đấy 15 triệu. 15 triệu. Làm bông rất là đầy rồi, tùng ta đấy. Trên xe còn rất nhiều nhưng mà không quay được, cũng dày. Tiên này chẳng có khách đâu các bạn, người bán ít. Đây, đi tùng Đài Loan đây, Đài Loan lá tròn đầu ngắn, nhìn như nhựa. Cây rất điệu cây. Cái ông ý kiến mình là hay để tay vào trước cái cây ấy. Không thích xem thì xem người khác thôi. Chết cười, ông lại thấy khó chịu. Ông này chắc nhà khó tính lắm. Móng này, móng và lá nó như này là nó mưa quá nhiều, ít nắng, sắp tới nó mới xanh. Tất nhiên cái dòng này lá nó không xanh thẫm như các dòng khác, lá nó cũng sẽ, dòng lá móng này, dòng lá nó hơi vàng vàng. Lúc non như này là nó mưa nhiều quá, mấm ít nắng thôi. 8 triệu hay sao này, 8 triệu. Cây mấy viên rồi, nhiều lắm, nhưng bác bán gần hết rồi, chắc còn giữ cây đẹp đẹp. Một loạt cùng lò sản xuất. Nguyệt Quế. Nói chung là mấy phiên trước đều có quay mấy cây này rồi. Lá tháo dây cái cây cẩm thị rồi xong. Cái hình sang rất đẹp. Cái này chắc có lẽ phải trồng nổi lên một chút nữa, nó bị sụp xuống dưới không nổi đấy. Hồi cái bề này ít nhất cái chỗ này chấm mặt chậu, chấm mặt chậu cái này. Rất sạch sẽ. Rất sạch sẽ, form dáng rất ổn định. Linh Sam
rất điệu cây, rất tưởng tượng này. Một cái cổ nó vòng lên lại vòng xuống, tán bay đấy. Ra quay cái số ở đầu xe thì các bác chưa xem nhưng mà nó vượt đầu bên này. Toàn nhớ để ý các bác nhé, xem cố gắng xem hết. Có thể một số cái dây lát có quay cái số của bác ấy thôi, chứ là cũng khá nhiều lần đọc rồi, mà lần nào cũng đọc đi đọc lại thì nó phiền quá. Tôi chỉ có loanh quanh chợ thôi, vẫn còn công việc mà, có đâu có đi được nhiều nơi đâu. Các bác nếu mà không thấy số ở phim này, có thể xem những cái đoạn phim khác mà có quay của cái vườn của bác này thì cũng sẽ có thông tin. Quay mặt sau của Tùng. Tùng Đài Loan thì lá nó đẹp, nhìn nó rất là gọn. Chắc cỡ tầm chục rồi. Đổ lại, bác thích thì gọi. Tôi áng chừng đoán như vậy. Sung phổi rồi. Ok các bác, kết thúc buổi chợ hôm nay chỉ có vậy thôi. Góc đằng kia thì nhiều hàng hoa các thứ linh tinh, tôi chỉ quay ở những khu vực phiên thôi các bác nhé, còn trong kia thì ngày nào họ cũng bán rồi. Ngày kia thiếu thì có vậy, các bác xem và thích cái nào thì gọi nhé. Có cái gì thiếu thông tin thì ôi xin lỗi các bác, có một con ốc sên ở đây, nhìn thấy từ xa này kinh không. Mang cả con này đi bán hả bác? Đây này, ốc sên ăn lá khiếp lắm đấy. Đấy nhìn kinh không, hơi chật để xem các bác thử quan sát. Úi giời, thịt nạc chưa này, thịt nạc chưa, mấy ông Tây Bắc nó ăn luôn đấy, nên là nhiều thịt. Ôi dồi ôi, mua cần thăng thì được cả ốc sên sống, con này được mấy lạng thịt đấy, được mấy chén rượu đấy. Mình thì chả thích uống rượu đâu, nhưng mà nhìn cái này là có mồi rồi đấy. Ghê không, nhìn sợ. Thật quá. Ốc sên và cần thăng. Nó đang quay đầu rồi. Kinh. Đây, các bác nhìn rung rỡ. Này, phân của nó này, ăn lá này đấy, chờ từ Hải Dương, chờ từ Hải Dương cả nó lên đây đấy. Rồi, chào tạm biệt các bác nha.